Ê, bút tên Titan là 15% ấy bác. À, ừ. Quay Titan, ừ đúng rồi. Quay Titan 15%. Đang bật tứ thần. Bật tứ thần Ủa, vừa với à, vừa mới có là có búp bê mấy ngày, có mấy ngày đấy. Người lại đi đi 700k điểm rồi các bác nhỉ, kiếm cái túi. Bác lâu có 6 thong sơn đúng không? Ừ. Áp này có 6 thong sơn. Làm gom hành cỏ tiếp. Ờ, làm luôn đường cổ đi theo 700k tiếp nhỉ, kiếm cái túi. Với con bé luôn, con bắt con bé đó cũng 15 đô. Còn búp bê Corona, con búp bê Titan Corona nó cũng 15% bác. Đúng rồi, 15% tôi biết mà. Tôi tính cả rồi. Tính tổng ra là tổng kích giảm thiệt hại gì nhỉ? Mocking hiện tại là 77% đấy. Không biết sau này có cái video nào mà nó cho khoảng 10% không, nhưng mà chắc là với tình hình này thì hơi khó rồi. Bi đông chắc có. Khó. Có bi đông nào 7% không? Không, thì bi đông của cái map nhà máy rất hải hay anh. Bi đông của nhà máy rất hải là 7% đấy. Gì không ạ? Thế thôi. Chỉ có thế thôi. Thế mình đi tên nó có 3 ngày phải không? 3 ngày. Nó cũng 3 ngày. 3 ngày. Ok. Mình đi chăm ca tôi... Titan vậy mà. Thế nên tôi mới đang nghĩ ý tưởng là làm kết 200 quả khó đi. Khó quá. Gánh gánh treo cũng được. Bác làm cả gói à? Không biết có được không bác ạ? Nói chung bây giờ cũng phải thử nghiệm thôi, biết thế nào được. Tôi mới làm một loạt đề xuất đưa cho hát đi rồi. Một số đề xuất thì bị bác, nhưng một số đề xuất thì có thể là nghiên cứu. Như gói giả truyền hại ngon bác ạ. Đi ra cho đỡ khổ. Ờ, hiện tại thì gói truyền hại tôi chưa đề xuất ngay, nhưng mà mới chỉ những cái đề xuất ban đầu. Nhưng mà tôi có một cái đề xuất là gì nhỉ? Đổi tất cả những cái vũ khí mà đang cho thuê cửa hàng ấy, cho thành hàng vĩ hết. Nhưng mà sẽ kiểu một sử dụng mỗi loại một kiểu. Bác là vũ khí gì? Toàn bộ vũ khí trong cửa trong thuê vi con ngày xưa ấy. Cho vĩnh viễn, nhưng mà làm sao để sở hữu cơ? Một số sẽ đổi, sẽ chuyển sang thành quả bóng MP, một số có thể chuyển sang thành quả bóng bắn coi, có thể là hàng quả mini hoặc là quả bóng combo, hoặc là một số thì có thể chuyển thẳng thành hàng vũ khí GP. À, GP thì mình chắc là có khẩu mini mi 249 chuẩn bị đã vĩnh viễn rồi nhỉ bác nhỉ? 249 thì 1249 original thì cho làm GP. Mình có bản lộ mình có bản cái gì? Sticker đúng không nhỉ? Bị ra rồi, 23 rồi. Chưa biết được. Ơ? Cái gì? Tôi nghe tưởng giáo sư bảo con đấy thì vĩnh viễn mà. Thì đúng rồi. Hay rất lần nhỉ? Thì đúng rồi, cái con M249 đấy thì ở bên mấy server khác là nó có vĩnh viễn thật. Nhưng mà vấn đề là Việt Nam chắc thì đã ra con đấy. Tưởng quả cầu may mắn 23 mình cập nhật đấy. Yeah. À. Tôi chưa nói gì. Mấy ông khi mà nghe mấy con bé màu xanh nữa để người ta ghép. À, ba tay bà này. Ba tay bà này. Sẵn luôn đề xuất mấy con bé màu xanh để người ta ghép chứ, để người ta quay ghép. À, giáo sư ơi, giáo sư có 6 thôn sơn đúng không? Thành cổ 700k kiếm túi làm thiệt hại để đi danh giáo sư. Còn đang chạy, còn đang cần người để chạy Stage 8 đây, mấy trận Stage 8 đây. Đổi thêm ba lô cho con robot nữa. Ủa dồi. Ủa. Nói gì đâu. Mà nốt hôm nay với ngày mai là... Anh Leon đi được không hả anh? Vài trận danh cũng được. Ủa chỗ cho 3T... Có chợ một chút cũng được. Ừ. Thì... Thì tí nếu em bảo Ấc Tuấn Anh này, xong sau này đã. Ờ, thế tí tôi bảo Ấc Tuấn Anh vậy. Tuấn Anh có on không nhỉ? Không thì vợ anh sai. Ừ. Check in nào thì mở ra cả master cũng vui, nhưng mở ra nhiều quá không ra trang bị thì cũng bực thật đấy. Quân gì ạ? Cho nên là tôi mới đang có đề xuất lên các cơ phụ như thế nào. Tôi vừa mua riêng một ác có một cá CA lục đu AI kiếm một đồ vật nhiều AI trừ hại 5 lít cho một con ác. Tuyệt vời luôn Ngọc Vũ, người ta bảo là hợp lý luôn đó Ngọc Vũ ạ, quá tuyệt vời luôn.
Tẩy xong, giáo sư xong, tôi cũng chỉ...